Phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nằm ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, có tổng diện tích tự nhiên hơn 22.300 ha. Thành phố Thái Nguyên tiếp cận thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia, cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km về phía bắc, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 50 km. Những năm gần đây, Thái Nguyên đang chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, chuyển từ công nghiệp với gang thép là chủ đạo sang thành phố phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, công nghệ cao. Đô thị Thái Nguyên hướng tới thành phố sinh thái, đa trung tâm, có chức năng tổng hợp với trọng tâm là dịch vụ, du lịch, hàng hóa công nghệ xanh. Với việc lấy sông Cầu làm trung tâm không gian đô thị, thành phố Thái Nguyên sẽ phát triển mở rộng sang Đông Bắc, trong khi đó kết nối khu vực này còn hạn chế do số lượng cầu trên sông Cầu còn ít. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối hai bờ sông Cầu nói chung và đầu tư dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối là rất cần thiết. Mục tiêu đầu tư kết nối hai bờ phía đông và tây của sông Cầu là nơi giao thoa giữa khu vực phát triển công nghiệp, logistics và khu động lực mới phía đông sông Cầu với trung tâm thành phố Thái Nguyên, tăng cường kết nối và cải thiện chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm chi phí giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, dịch vụ, thương mại cho thành phố và các địa phương lân cận, nâng cao năng lực vận tải và an toàn giao thông đường bộ của thành phố Thái Nguyên, tạo tiền đề thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị theo định hướng phát triển của thành phố Thái Nguyên. Quy mô đầu tư, cầu Quang Vinh 1 bắc qua sông Cầu nằm sát nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, từ đường thuộc ngõ 719 đường Dương Tự Minh, phía phường Quang Vinh, cầu vượt qua sông Cầu và kết nối với đường theo quy hoạch phía xã Cao Ngạn, mặt cắt ngang cầu rộng từ 29m. Đường dẫn phía phường Quang Vinh có bề rộng nền đường 33m, đường dẫn phía xã Cao Ngạn có bề rộng nền đường 27m. Cầu Quang Vinh 2 bắc qua sông Cầu từ đường theo quy hoạch phía phường Quang Vinh, cầu vượt qua sông Cầu và kết nối với trục đường thuộc dự án khu phố châu Âu bên bờ sông Cầu phía phường Đồng Bẩm, mặt cắt ngang cầu chính rộng 27m, mặt cắt ngang cầu dẫn rộng 16m. Đường dẫn phía phường Quang Vinh có bề rộng nền đường 36m, đường dẫn phía phường Đồng Bẩm có bề rộng nền đường 40,5m. Địa điểm thực hiện dự án: phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Phương án thiết kế kiến trúc cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2. 1. Tiêu chí thiết kế. Thái Nguyên trước đây và sau này định hướng là một thành phố công nghiệp, là sự giao thoa giữa khu vực phát triển công nghiệp, logistics và các đô thị mới. Vì thế, kiến trúc các cây cầu phải đảm bảo yếu tố hiện đại, mới mẻ. Bản chất, vẻ đẹp của các cây cầu phải xuất phát từ vẻ đẹp tự thân của cấu trúc và kết cấu cầu, qua bàn tay và khối óc của kiến trúc sư, kỹ sư cầu đường mà trở nên sinh động, cuốn hút, đặc sắc chứ không rườm rà, cầu kỳ trang trí hay giả kết cấu. Đây là tiêu chí chung của thế giới. Ý tưởng kiến trúc của cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 cần được lấy cảm hứng chủ đạo từ các yếu tố văn hóa, tự nhiên đặc trưng của Thái Nguyên. Điều này sẽ tạo được hình ảnh đặc sắc mà không đâu trên thế giới có được. Điều cần tránh nữa là lặp lại hoặc sao chép thái quá những cây cầu đã có trên thế giới. Phương án thiết kế. Cầu biến tượng đã xây dựng trước đây khi không gian còn thoáng đãng cũng là một điểm nhấn của khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do sự phát triển của đô thị nên dần bị lấn át bởi các công trình xung quanh, không còn đủ chiều cao để tạo điểm nhấn và chào đón luồng giao thông từ trục giao thông chính mới vào trung tâm thành phố. Trên trục giao thông vào thành phố này cần một điểm nhấn khác, đủ ấn tượng, trở thành biểu tượng mới của thành phố Thái Nguyên. Lựa chọn cầu Quang Vinh 2 trở thành cây cầu điểm nhấn ngoài các lý do kể trên còn một số lý do khác như sau. Do giao thông cầu và giao thông đường ven sông bố trí được khác cốt nên quy mô cầu lớn, độ cao cầu được nâng cao, kiến trúc dây văng hiện đại có phần trụ tháp có độ cao lớn, dễ dàng tạo được ấn tượng trong thiết kế hình ảnh kiến trúc điểm nhấn, đón trục giao thông chính mới vào thành phố, có thiết kế gợi đến một cổng chào đón luồng giao thông vào trung tâm nội đô lịch sử Thái Nguyên, được thiết kế có chiều cao lớn, theo phương đứng tương phản với cầu biến tượng có xu hướng phát triển theo chiều ngang. Cầu Quang Vinh 1 do có một nút giao thông lớn nằm rất gần mố cầu nên không thể bố trí giao thông khác quát với đường ven sông. Điều này làm cho khẩu độ cầu nhỏ và độ cao của thân cầu thấp do phải kết nối với đường ven sông. Lý do trên thiết kế của cầu nên nhẹ nhàng, cấu trúc đơn giản hơn, hướng tới một cây cầu đô thị đẹp và giải quyết tốt các yêu cầu giao thông. Cầu Quang Vinh 1, Ngọc Diệp Tịnh Giang. Ở Việt Nam, khi nhắc đến văn hóa uống thì nhất định phải nhắc đến uống trà Thái Nguyên. Đây là một nét văn hóa có từ lâu đời và tiềm ẩn đi vào trong nền văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.
Xưa miếng trầu được xem là bắt đầu câu chuyện thì nay chén trà được xem là một thành phần thiết yếu không thể thiếu trong những cuộc gặp gỡ và hàn huyên tâm sự. Cấu trúc vòm và dây treo của cầu được phát triển theo cấu trúc mềm mại của búp chè nổi trên dòng nước. Búp chè là biểu tượng thuộc về tự nhiên được sinh ra và nuôi dưỡng trong mạch nguồn rào rạt và dẻo dai của địa sống. Công tình với vật liệu và đường nét hiện đại, kết cấu độc đáo sẽ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, vẻ đẹp trong lành, vươn lên mạnh mẽ của đô thị Thái Nguyên. Đun ấm trà Thái Nguyên để ngưng lắng vọng tình, nâng chén trà để chiêm nghiệm ý thiền, tuy lời không bày tỏ những thiền vị đầy đủ cả. Văn hóa uống trà Thái Nguyên kết duyên với văn hóa thiền định. Thiền gửi gắm nơi trà Thái Nguyên một sứ mệnh đặc biệt. Trà Thái Nguyên đã trở thành một thức uống gắn bó nhất với nhà thiền. Trong tách trà Thái Nguyên tự có ý thiền, từ những lá trà, búp trà xanh tươi ta có thể tìm thấy được sự tĩnh tâm và niềm hy vọng, và đó cũng là ý thiền. Tổng thể cây cầu với hình ảnh phản chiếu của nó trên lòng sông là một điểm nhấn kiến trúc với hình ảnh hai bàn tay chấp niệm thể hiện tinh thần đồng điệu, thiền định, nhất tâm và tập trung tư tưởng. Phương án kết cấu, tổng chiều dài cầu kể cả mố 226,3m, tổng chiều rộng mặt cầu 29,0m, nhịp chính dài 100m. Cầu Quang Vinh 2, cầu Diệp Môn. Thái Nguyên được biết đến như một vùng đất nổi tiếng về chè bậc nhất Việt Nam bởi hương vị độc đáo, tinh khiết, màu nước xanh biếc, vị ngọt bùi lắng sâu trong vị giác, niềm tự hào của con người Thái Nguyên với bạn bè trong nước và quốc tế. Các điệu hình ảnh đặc trưng, sử dụng đường nét của chiếc lá chè xanh như viền lá, cuống lá, từ đó áp dụng vào hệ kết cấu chịu lực của bản thân cầu. Mầm sự sống, cây cầu như một búp chè non, một mầm sống vươn mình mọc lên từ dòng sông. Cầu Quang Vinh 2 có chứa hàm ý về sự phát triển, sự sinh sôi nảy nở của chồi non, những đồi chè xanh mướt, chào đón và đầy hứa hẹn cho một vùng đất mới. Phương án kết cấu, chiếc lá lịch về phía bên bờ trung tâm thành phố, nơi đô thị đang phát triển, điểm tựa vững chắc cho những phát triển sau này. Với ưu điểm nằm trên trục giao thông chính, cầu mang ý nghĩa tượng trưng cho một cánh cổng đang nghiêng mình chào đón mọi người vào trung tâm thành phố, và cũng như cánh tay đang dang về phía vùng đất mới, những khu đô thị mới, hứa hẹn tương lai phát triển vững mạnh. Cây cầu mang ý nghĩa tượng trưng cho một cánh cổng chào đón mọi người vào trung tâm thành phố. Tổng chiều dài cầu kể cả mố 216,3m, tổng chiều rộng mặt cầu tại nhịp chính 27,0m, tại nhịp dẫn 19,0m, nhịp chính dài 110m. Tổng mức đầu tư 913,9 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 59,9 tỷ đồng, chi phí xây dựng 702,2 tỷ đồng, cầu Quang Vinh 1 343 tỷ đồng. Cầu Quang Vinh 2 359,2 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 46,9 tỷ đồng, chi phí dự phòng 104,9 tỷ đồng, nguồn vốn, ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý và ngân sách thành phố Thái Nguyên. Tiến độ thực hiện dự án. Chuẩn bị đầu tư khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt dự án từ quý 4 năm 2022 đến quý 1 năm 2023, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thi công xây dựng, nghiệm thu và bàn giao từ quý 2 năm 2023 đến quý 1 năm 2025. Việc đầu tư xây dựng dự án cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2 cũng góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông của thành phố, tăng cường kết nối vùng đô thị động lực, khu vực phát triển công nghiệp và logistics phía Bắc với trung tâm lịch sử hiện hữu, thành phố trong thành phố là khu vực có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, trung tâm hành chính trị của tỉnh. Công trình cầu Quang Vinh 1 và cầu Quang Vinh 2 được xây dựng phù hợp quyết định số 2486 trên QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, nghị quyết số 177 trên NQHDND ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống giao thông kết nối phường Độc Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Sau khi dự án được xây dựng, quỹ đất dọc theo dự án sẽ được khai thác để phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.